Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 11 chương 8 Đệ Nhất Công mới ra đời, hồi 1 Mọi người từ Tây Nam xuất phát, một đường đi về hướng Bắc. Nộ thương sơn này nằm giữa Bình Lương và Thiên Thủy, cách Lan Châu khoảng 300 dặm, Tần Trọng Hải từng đi qua đây khi hộ giá công chúa, sau đó đã lên núi, nên nơi này cũng không xa lạ gì. Đi đến Cam Túc, đã là gần tháng năm, ngày này đã đi qua thiên thủy đến một chấn nhỏ, chỉ cách nộ thương sơn chưa đến 20 dặm. Chỉ thấy chân trời sương mù mênh mông, mưa phùn đang rơi. Ngôn nhị nương nhìn thấy già trẻ lớn bé trong chấn mổ gà, vẻ mặt vui mừng, nàng bấm tay tính toán, hai ngày nữa sẽ là đoan ngọ mỗi mùa lễ hội đều nhớ người thân huống chi lại đi vào trốn thương tâm ngôn nhị nương trong lòng thương cảm thở dài lại sắp đoan ngọ hai năm này qua năm khác nhanh quá tần trọng hải ậm ừ một tiếng hắn sinh ra là cô nhi mỗi lần còn nhỏ đều sẽ tranh luận về việc ăn uống trong tết đoan ngọ phương tử kính nướng khoai lang bọc bằng lá cọ lừa gạt hắn ăn sau nhiều năm bị ngược đãi khi nghe nói đoan ngọ đang đến gần tất nhiên là không có cảm giác gì cả. Hắn liếc nhìn ngôn nhị nương nói, trước đây trong các ngày lễ Tết các ngươi ăn mừng như thế nào? Ngôn nhị nương hốc mắt đỏ lên, nói, trước đây, khi có ba lễ hội lớn, bất kể là đoan ngọ, trung thu hay giao thừa, trong trại luôn đầy hảo hán, mọi người uống rượu đánh bạc, trò chuyện rất sôi nổi. Nói không đến hai câu, đã nghẹn ngào khôn kể. Đám người đào thanh liếc nhìn nhau, nhớ lại sự rầm rộ của sơn trại trước kia, đều rất thương cảm. Tần Trọng Hải lắc đầu, thầm nghĩ, bọn họ lưu vong khắp thiên hạ, bị khinh bỉ bị đánh, hôm nay trở lại cố thổ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bi thương. Hắn cố ý muốn cổ vũ mọi người, cười lớn nói, mọi người khó khăn mới gặp lại nhau, sao lại thở dài. Nhị nương, đi chuẩn bị đi, chúng ta cũng có thể có một Tết đoan ngọ tương tất. Ngôn nhị nương vui vẻ nói, huynh, huynh muốn lên núi ăn Tết. Tần Trọng Hải cười nói, đúng vậy. Thứ nhất là mừng ta lấy lại võ công, thứ hai là mừng chúng ta tái hợp sau một thời gian dài, nhân cơ hội này uống vài ly, ăn mừng một trận. Ngôn nhị nương khẽ mỉm cười, nàng tuy rằng tính tình táo bạo, lại không phải ngu ngốc, tự biết Tần Trọng Hải muốn làm mọi người vui vẻ. Nàng lau nước mắt, nói, cáp huynh đệ, ngươi theo ta đi mua chút rau quả gà vịt chúng ta mang lên núi đi cáp bất nhị là đầu bếp của nộ thương sơn và quán cơm hoài khánh nấu cơm nấu đồ ăn tất nhiên là lành nghề nghe vậy cười nói được tiểu thố nhi ta không giỏi đánh nhau giết địch nhưng nấu ăn có thể tìm ta đảm bảo vừa long đảm bảo vừa long mọi người lập tức tìm một khách điếm ở trấn để nghỉ ngơi một lúc ngôn nhị nương và cáp bất nhị đi chuẩn bị rượu và đồ nhắm lương khô để tránh lên núi sau nghèo rớt mồng tơi. Tần Trọng Hải dẫn theo Âu Dương Dũng và Đào Thanh, ba người vào khách điếm và ngồi xuống. Tần Trọng Hải kim mau quy, cười nói, Đào Huynh, người đứng thứ hai trong nhóm phải không? Đào Thanh sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó ninh định, cười gượng nói, Tần Tướng Quân chê cười, cô hồn dã quỷ, còn phân số ghế cái gì, giữ được tính mạng đã là tốt rồi. Tần Trọng Hải ha ha cười, nói, khi đó công chúa thẩm vấn lão huynh, ta nghe ngươi ngôn ngữ khéo léo, ta biết ngươi cũng là một nhân vật có tiếng, nào nào, kính ngươi trước một chén. Vừa nói, vừa cầm bầu rượu lên rót cho Đào Thanh và Âu Dương Dũng một chén, ba người một ngụm uống cạn. Tần Trọng Hải rót cho bọn họ một chén nữa, trong lòng âm thầm tính toán, nộ thương sơn ở trước mặt hắn cũng không xa, muốn quay lại núi nhìn một chút, tất nhiên là việc dễ như trở bàn tay chỉ là mấy ngày trước hắn đã dương đao lập lời thề, nói muốn trùng kiến nộ thương, cho nên cũng không phải chuyện đơn giản. Tần Trọng Hải trong lòng lại chỉ phiền não không thôi, không biết mình có binh lính nào có thể dùng được hay không. Tần Trọng Hải trong lòng đột nhiên thở dài, thầm nghĩ, lưu huynh đệ của ta đa mưu túc trí, võ công lợi hại, người lại nghĩa khí, nếu có hắn ở đây, nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực. Chỉ là lúc này hắn là mệnh quan triều đình, hắn không tới bắt mình đã là phúc lớn, sao có thể nghĩ tới những cái này? Lập tức Đào Thanh được coi là tham mưu, giải quyết vấn đề liền hỏi, Đào Lão Ca, năm trước ta từng lên núi một lần, sơn trại đổ nát hoang vắng, huynh đệ cũ đều đã rời đi, rốt cuộc họ đã đi đâu? Người có từng nghe tin chưa? Đào Thanh tâm tư kín đáo, vừa nghe lời này, tự biết Tần Trọng Hải nóng lòng muốn khôi phục sơn trại, nhất định sẽ kêu gọi huynh đệ cũ, vội nói, không dám có dấu tướng quân, chúng ta mấy năm nay mọi nơi tìm kiếm hỏi thăm, chỉ biết vài vị đại tướng rời đi phân tán, có thoái ẩn không hỏi thế sự, cũng có lưu vong tha hương, không hề về nước. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ rất khó tìm được hết. Tần Trọng Hải trầm ngâm một lát rồi hỏi, năm đó sơn trại có bao nhiêu huynh đệ? Đào Thanh thần thái cung kính, bẩm, lúc cực thịnh ước chừng có 5 vạn binh mã. Trên núi cơ nghiệp cực đại, thuộc bổn phận Tam đường, ngoại năm quan, Mã thủy bước Tam quân, nơi trọng yếu được gọi là Trung nghĩa đường. Đường Thượng Long đầu đúng là lệnh tôn trại chủ Tần Bá Tiên. Ngoài ra thượng có hai vị quân sư, năm vị mã quân tướng, một vị thủy quân giáo đầu, còn có rất nhiều cao thủ bộ binh, thật là nhiều không đếm xuể. Tần Trọng Hải ừ một tiếng, lại nói, vậy còn đại tỷ của các ngươi thì sao? Nàng phụ trách cái gì? đào thanh nói nàng là một trong năm tiểu tướng quân chấn giữ y đức quan xét về chức vị trong sơn trại nàng so với đầu bếp người phục vụ rượu và thợ rèn chúng ta đều cao hơn rất nhiều tần trọng hải nhau mắt thầm nghĩ khó trách nhị nương nhỏ hơn đào thanh âu dương dũng vài tuổi nhưng lại được bọn họ tôn sùng là thủ lĩnh quả nhiên có chức vị đang cau mày xoay mình nhớ tới một người tần trọng hải đột nhiên đập bàn gỗ nói lớn ta nhớ rõ dưới chân nộ thương sơn có tòa miếu bị phá, bên trong có một lão quái nhân đánh chết cũng không chịu ra, lai lịch của người này là sao? Đào Thanh thở dài, và nói, người này họ hạng tên là Thiên Thỏ, võ công cao minh, chính là đường chủ thiên quyền của sơn trại năm xưa. Tần Trọng Hải nhướng mày, vội hỏi, thiên quyền đường chủ. Đó là thứ gì vậy? Đào Thanh nói, sơn trại năm xưa có thiên khoa, thiên quyền, Thiên lộc tam đường có một bộ phận đánh giá công trạng, một bộ phận trừng phạt kỷ luật, một bộ phận giao dịch mua bán. Hạng đường chủ này là một người thiết diện vô tư, các huynh đệ có tranh chấp gì sẽ đều bị đưa đến thiên quyền đường chịu thẩm vấn. Cho dù là ngũ hổ tướng quân hay là quân tốt gã sai vặt, hắn đều theo lẽ công bằng xử án, không có gì khác biệt. Tần Trọng Hải gật đầu, biết nghị đường chính là mô phỏng triều đình tam tư, lại hỏi. Người này lợi hại như vậy, tại sao lại ở tù trong miếu không ra ngoài? Đào Thanh thở dài, chuyện này cũng là một bí ẩn. Năm đó sơn trại bị phá hủy, mọi người tứ tán chạy trốn, Hạng Thiên Thọ dẫn huynh đệ Thiên Quyền đường cướp đường xuống núi, sau một trận đại chiến, tất cả huynh đệ của hắn đều chạy thoát thân, lưu lại mình hắn ở lại trong miếu, 18 năm qua không bước ra ngoài một bước. Theo suy đoán của ta, hắn chắc chắn đã phải chịu ủy khuất nào đó lúc này mới không tiện rời đi. Trong khi nói chuyện, đám người ngôn nhị nương chuẩn bị lương khô rượu và thức ăn, vừa lúc đi vào trong tiệm, các bất nhị nghe bọn họ nói về chuyện của hạng thiên thọ, lập tức tức giận nói, bỗng nhiên đề cập đến tên khốn hạng thiên thọ làm gì. Hắn nhiều năm tránh ở trong miếu, sớm đã mất trí rồi. Đào Thanh nghe xong oán trách, nhớ lại sự tuyệt tình của hạng thiên thọ khi đó, không khỏi khẽ thở dài nói, có lẽ đúng như lời cáp huynh đệ nói, có lẽ hạng đường chủ đã phát điên rồi. trong miếu không có gì tốt, một người bình thường sao có thể ở trong đó lâu như vậy? Tần Trọng Hải nghe xong, trong lòng đều có ý kiến riêng, thầm nghĩ nếu cha ta coi trọng hạng thiên thọ, người này tất là có mưu có dũng, sao có chuyện tự chói tay chói chân mình? xem ra trong đó chắc chắn có ẩn tình. Phân phó nói, chớ vội đoán, lát nữa chúng ta đi qua chân núi trước tiên chào hỏi vị hạng đường chủ này một tiếng, sau đó mời hắn cùng nhau lên núi. Cáp bất nhị lớn tiếng nói, không được. Lần trước chúng ta cùng hắn chỉ nói mấy câu, suýt chút bị hắn đánh cho trọng thương. Chờ một chút, người muốn lôi kéo hắn, tám phần sẽ bị hắn đánh cho đến chết. Tần trọng hải cười to, nói, cáp huynh đệ đừng lo lắng, họ tần không có bản lĩnh gì khác, nhưng bản lĩnh đánh người lại vượt trội hơn người khác các ngươi cứ chờ xem đi. Cáp bất nhị làm cái mặt quỷ, thè lưỡi nói, khoe khoang. Ngôn nhị nương thấy tần trọng hải tràn đầy tự tin, mọi việc tất cả đều định liệu trước. Điều này hoàn toàn khác với tình cảnh thảm trạng cùng đường của mình khi đó. Nghĩ đến cục diện ngày sau sẽ rất khác, trong lòng tự cảm thấy phấn chấn. Mọi người đi đến chân núi, n mọi nơi mênh mông cát vàng, ngôi miếu đổ nát đã ở không xa. Tần Trọng Hải nhớ lại năm đó chính mình cùng Lưu Huynh Đệ và Tiết Nô Nhị đuổi bắt đám người ngôn nhị nương ở đây. Không nghĩ tới trong ba người thì Tiết Nô Nhi đã hết. Lưu Vân ở chiều làm quan, còn mình một du kích tướng quân trở thành đạo phỉ. Nghĩ đến đây không khỏi thở dài một tiếng. Đang nghĩ ngợi tới chuyện cũ, chợt nghe trong miếu truyền đến một tiếng ho khan. Tiếng vang kia tuy thấp, lại không giấu giếm được lỗ tai của Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ hay cho một hạng thiên thọ không hổ là thiên quyền đường chủ võ công quả nhiên không tầm thường thật xa liền nghe được tiếng bước chân của chúng ta mắt thấy hạng thiên thọ võ công cao cường vượt xa cả đào thanh tần trọng hải vui mừng chính mình nếu có thể thu phục người này sơn trại lại có thêm một cao thủ hắn ra hiệu cho đám người ngôn nhị nương đến đó trước chính mình tránh ở nơi xa tránh để cho hạng thiên thọ phát giác ra sau khi đi được vài bước, người trong miếu đã phát hiện có người đến, liền nói, nhị nương, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao, muốn các ngươi ngày sau đừng lại phiền ta, làm sao lại tới nữa. Ngôn nhị nương nghe hắn nghe tiếng bước chân có thể nhận ra mình, trong lòng cũng cảm phục phục, vội nói, hạng đường chủ xin đừng hiểu lầm, đoàn ngọ sắp đến rồi, chúng tôi chỉ muốn gặp ngài một chút, không có ý khác. Người trong miếu thở dài nói, cô hồn dã quỷ, ngôi miếu đổ nát này kết liễu với thân tàn này có gì đẹp đâu ngôn nhị nương nhẹ nhàng nói hạng đường chủ đừng nói như vậy chúng ta trước kia là huynh đệ tốt ngày lễ ngày tết sao có thể quên ngài hạng thiên thọ nhiều năm cô đơn một chỗ nghe lời nói dịu dàng dường như bị xúc động thở dài nhẹ nhàng nói nhanh quá sau khi sơn trại bị phá hủy chớp mắt đã hai mươi năm hắn sâu kín thở dài lại nói nhị nương, cô thì sao? Đã tìm được phu quân chưa? Ngôn nhị nương nghe hắn nhắc tới trượng phu, không khỏi chấn động toàn thân, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Tần Trọng Hải mặc dù trốn ở phía xa, nhưng vẫn chú ý tình hình, thấy hốc mắt ngôn nhị nương đỏ lên, nhất định sẽ khóc nên nháy mắt với Đào Thanh. Đào Thanh hiểu ra, hắn giọng nói, hạng lão, ta là Kim Mao Quy. Chúng ta hôm nay có yêu cầu quá đáng muốn mời ngài lên núi đoàn viên, không biết ý ngài thế nào. Hạng Thiên Thọ cười hắc hắc, nói, cả mạng cũng không giữ được, còn cầu cái gì đoàn viên. Các ngươi đi nhanh đi, móng vuốt của triều đình gặp được các ngươi sẽ lại gặp rắc rối đó. Đào Thanh nhíu mày nói, Hạng đường chủ, ngài hà tất phải lo sợ những người cách xa hàng ngàn dặm. Hạng Thiên Thọ cười lạnh nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đừng nói những điều vô nghĩa các ngươi lập tức cút đi các bất nhị thấy hắn nói lời khó nghe lập tức nhảy ra chửi ầm lên vô nghĩa hết bài này đến bài khác họ hạng chúng ta bất quá muốn ngươi ra ăn cơm lại không phải lấy độc dược hại ngươi ngươi còn ngoan cố như vậy đang nói xong đột nhiên nghe được một tiếng trong không trung một viên đá từ trong miếu bay ra nhìn về phía viên đá lại là đánh trúng giang cửa của các bất nhị hòn đá này không có dụng ý giết người chỉ khiển trách hắn nói chuyện vô lễ. Cáp bất nhị hét lên một tiếng, không biết ngăn cản thế nào. Trong lúc kinh hãi, tần trọng hải nhặt một nắm cát vàng dưới đất ném xuống trước mặt cáp bất nhị. Lúc này tiếng gió mạnh mẽ, cát vàng kia tuy cách xa nhưng tần trọng hải nội lực hùng hậu, lại như sa mạc bảo vệ cáp bất nhị. Lực đạo viên đá chậm lại, động lượng càng lệch, chỉ có thể rơi xuống đất. Cáp bất nhị cứu được hai chiếc răng cửa, nhất thời liền ôm ngực, thầm nghĩ, may còn có người này ở đây, nếu không sẽ mất đi chiếc răng cửa, biệt danh thố tử sẽ không còn nữa. Nhìn vì lợi ích của răng cửa, sau này nấu ăn cho hắn sẽ không phun đờm vào nữa. Tần Trọng Hải thấy cáp bất nhị liếc mình, liền mỉm cười với hắn, chớp chớp mắt. Cáp bất nhị sắc mặt đỏ bừng, trong lòng thầm nói, tên này lớn hơn ta có vài tuổi, hơn nữa luôn thích giả làm đại ca, thực chán ghét lại lén nhìn tần trọng hải thấy hắn thần sắc tự tin dũng cảm nhịn không được lại làm cái mặt quỷ tần trọng hải ra tay cứu người công phu của hạng thiên thọ cao minh đương nhiên cảm nhận được sự khác thường lập tức kêu lên vị cao nhân triều đình nào giá lâm sao không xuất hiện nói cho ta biết ngôn nhị nương vội nói hạng đường chủ chớ có đa tâm nơi này chỉ có huynh đệ sơn trại không có người khác hạng thiên thọ biết ngôn nghị nương người trung thực, sẽ không bao giờ nói dối. Hắn hừ một tiếng, cười nói, tiểu nương tử mấy năm nay võ công càng luyện càng cao, có thân công phu này, về sau còn sợ cái gì? Mau tìm một chỗ an cư lạc nghiệp đi, đừng lại làm cô hồn dã quỷ nữa. Ngôn nhị nương nghe hắn khuyên bảo, nhớ lại chuyện năm xưa, nước mắt trào ra nói, hạng đại ca, thỉnh huynh xuất hiện đi, mọi người chúng ta thật sự rất nhớ huynh nàng ngôn ngữ chân thành liên tiếp lau nước mắt đám người đào thanh hồi tưởng chuyện cũ trong lòng đều là đau xót hạng thiên thọ nghe nàng nói chuyện như vậy không thể tỏ ra uy nữa chỉ thấp giọng nói xin lỗi ta không thể ra xin cô thứ lỗi lời nói thương cảm không thể không thở dài ngôn nhị nương nức nở nói hạng đại ca nơi này có chút rượu và thức ăn ta để ở cửa cho huynh huynh không muốn ra cũng không sao nhớ chốc nữa lấy rồi ăn. Nàng lấy giỏ che rượu và thức ăn, đặt ở cửa miếu, đi theo che mặt khóc. Hạng thiên thọ dường như cũng cực kỳ khó chịu, đột nhiên nghẹn ngào nói, nhị nương, cảm ơn. Quyền 11 chương 8 đệ nhất công mới ra đời, hồi 2. Mọi người nước mắt lưng tròng, khóc sướt mướt, chợt nghe một người cất tiếng cười to, nói, người ta thì là tứ lang thăm mẫu thân, ngươi là nhị nương đến đây thăm tên trộm đầu chọc còn khóc như đám tang lão tử ta thật sự không có mắt mà nhìn mọi người quay đầu lại chỉ thấy người bật cười gãi đầu sờ má tỏ vẻ mệt mỏi chính là tần trọng hải hạng thiên thọ nghe tần trọng hải nói chuyện nhất thời vừa kinh vừa giận hét to nói ngươi là ai ta sao không nghe ra tiếng bước chân của ngươi tần trọng hải lúc này võ công phi phàm chân trái tuy là chân sắt giả nhưng dựa vào nội lực to lớn có thể đi lại nhẹ nhàng không tiếng động, nên Hạng Thiên Thọ mặc dù có thính giác tốt lại không thể nghe thấy. Tần Trọng Hải cười nói, "Lão huynh đừng hoảng hốt, tại hạ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ vì người tàn tật nên được cõng tới đây." "Các ngươi nói có phải hay không?" Lời này của hắn nửa thật nửa giả, thân có tàn tật là thật, nhưng được người khác cõng đến là sai, mọi người đều không biết nên trả lời thế nào. Hạng Thiên Thọ thoạt nghe đã tin, cho rằng lỗ tai của mình thật tốt, không nghe thấy tiếng bước chân của người này thì chắc chắn có người cõng hắn đến. Lập tức quát, đã là vô danh tiểu tốt, sao dám cười ở đây? Mau cút đi cho ta. Tần Trọng Hải nghe vậy càng ôm bụng cười lớn hơn, một lúc lâu mới dừng lại. Hạng Thiên Thọ cuống nộ quát, tiểu tử lớn mật, nếu ngươi còn dám cười nữa, ta sẽ giết ngươi. Ngữ khí nghiêm nghị càng hiện sát khí đào thanh biết khả năng của hạng thiên thọ tuy biết tần trọng hải có huyền công hộ thể trong lòng vẫn âm thầm lo lắng cho hắn tần trọng hải cố nén lại ý cười nhẫn nại nói xin lỗi a à, tại hạ thật sự không phải cố ý bật cười chỉ vì cuộc đời này có cổ quái mỗi lần nhìn thấy rùa đen liền sẽ vô duyên vô cớ cười to một trận thật sự khó có thể dừng lại thật xin lỗi hạng thiên thọ giận dữ nói người dám nói ta là rùa đen người rốt cuộc là ai ngôn nhị nương sợ rằng có thể xảy ra chuyện nên vội vàng nói vị này chính là tần tướng quân cũng sơn trại chúng ta có tần trọng hải hướng nàng khẽ xua tay ý bảo nàng đừng tiết lộ thân phận bản thân ngôn nhị nương trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ tần tướng quân rốt cuộc có dụng ý gì sao không để cho ta nói lai lịch của hắn hạng thiên thọ nghe thấy nhị nương ấp úng nhất thời cả giận nói nhị nương người này rốt cuộc là ai có phải là chó săn của triều đình hay không tần trọng hải cười mắng không phải tay sai thì là con rùa con rùa đi hạng thiên thọ tức giận càng không đáp lời một viên đá từ khe cửa bắn ra bay thẳng về phía tần trọng hải giữa tiếng la hét của mọi người tần trọng hải không chút hoảng sợ rút đao ra khỏi vỏ chém một nhát vào hư không thoáng chống ánh lửa nhấp nhoáng Nhiệt mạnh phun ra, viên đá biến mất vô hình, chiêu thức này chính là hỏa tham hư phong trảm của phương tử kính truyền thụ. Đám người ngôn nhị nương nhìn thấy võ công của tần trọng hải vượt xa trước đây, nhất thời trong lòng càng tăng kính sở. Hư phong trảm dùng ra, vô thanh vô tức, hạng thiên thọ người ở trong miếu, tự cũng nhìn không thấy tần trọng hải xuất đao, liền chỉ nghiêng tai lắng nghe, lưu ý động tĩnh bên ngoài. Tần Trọng Hải biết hắn đang nghe ngóng sinh tử của mình, lập tức kêu lên hai tiếng, hét lớn. Thật là một viên đá bay lợi hại Bụng của ta bị đâm thủng, ngực cũng bị vỡ. A à, a! À. Hắn hét lung tung lên vài tiếng kêu thảm thiết, thân mình run lên rồi không phát ra âm thanh nào nữa. Đám người ngôn nhị nương không biết hắn đang làm bí ẩn gì, đều âm thầm kinh ngạc. Hạng Thiên Thọ nghe xong tiếng kêu thảm thiết nghĩ nhất định tần trọng hải đã chết thảm nên lập tức chế nhạo nói tiểu tử ngươi không lựa lời liên tiếp mở miệng vũ nhục tiền bối đừng trách ta thủ hạ độc ác hắn cười lạnh tiếng nói huyên thuyên không dứt lại nghe ngoài cửa là những tiếng kêu gào thảm thiết âm thanh bập bõm lẫn với tiếng khạc nhổ lại cũng như tiếng súng thần công hạng thiên thọ vừa giật mình vừa tức giận quát ngươi làm cái trò gì vậy còn chưa chết sao Tần Trọng Hải cố ý chọc vào nhợi khí của hắn, làm hắn từ đây tâm phục khẩu phục, lập tức cười ha ha, nói, lão tử vừa rồi xuống địa ngục một chuyến, còn chưa qua cầu nại hà, nhớ không mang theo tiền nên quay lại lấy. Hạng thiên thọ giận dữ muốn điên, quát, cút ra xa một chút. Thoáng chốc ném ba viên đá ra ngoài, toàn bộ đều bay ra từ khe hở trên tấm cửa, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy khe hở trên cửa chỉ là rộng một inch, nhưng hạng thiên thọ có thể đánh bay những viên đá từ nó. Bản thân ngôn nhị nương cũng là một cao thủ ám khí, nhìn thấy kỹ năng nghe tiếng gió và phân biệt vị trí kỳ diệu của hạng thiên thọ, trong lòng càng âm thầm khâm phục. Tần Trọng Hải nghe thấy tiếng xé trời, biết trên đá có nội lực thâm sâu, nhưng hắn thần công phủ thành, lại vừa mới luyện tuyệt chiêu phương tử kính truyền lại, đối phương cho dù lợi hại gấp chục lần, Tần Trọng Hải nào có chút sợ hãi. Hắn có ý bảo đám người ngôn nhị nương lùi lại, thay vào đó tiến hai bước về phía cửa miếu, quát: "Hôm nay không kéo được xác con rùa đen này ra, ta không cam lòng." Đá bay về phía mình, Tần Trọng Hải ánh mắt chuẩn xác, sát thủ như sấm sét giáng xuống, hắn chém ra ba đao, sáu viên đá rơi xuống đất, hắn cố ý khoe khoang đao pháp, rạch đá làm hai nửa, kiểm tra phiến đá vỡ, có thể thấy vết rạch nhẵn nhụi, kích thước gọn gàng. Đủ thấy lửa đao càng lợi hại hơn trước, đã đạt đến trạng thái hoàn hảo. Tần Trọng Hải võ công vốn đã siêu phàm, trước khi bị thương còn có thể dễ dàng đánh bại Ngôn Nhị Nương, lúc này sử dụng đao pháp, hắn cảm thấy nội lực so với trước mạnh hơn rất nhiều, xuất đao càng là nhanh gấp 10 lần không ngừng. Hắn rất cao hứng, đặt viên đá vỡ trong lòng bàn tay, cười nói, "Lão huynh ném đá quả nhiên thực lợi hại, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn kém một chút." ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn nên ra khỏi miếu, cũng có thêm chút phần thắng hơn. Sau đó, hắn bước hai bước về phía cửa miếu, chỉ với một chút vươn tay, cửa miếu có thể được mở ra. Cố ý lấy bạo lực đánh phục hạng thiên thọ. Hạng thiên thọ không đáp lời, có một tiếng động liên tục, 10 viên đá trong nháy mắt bay ra, đánh vào tứ chi của tần trọng hải. Hạng thiên thọ ở trong miếu không nhìn thấy gì, nhưng ám khí vẫn chuẩn xác như vậy, Tần Trọng Hải cũng ầm thầm tán thưởng. Thấy đá bay tới gần, hắn cũng không hoảng sợ, nhìn nửa viên đá trong bàn tay ước lượng, cười nói, lão huynh, trong miếu đá không nhiều lắm, chỉ sợ ngươi đã dùng hết rồi, vậy trả lại cái này cho ngươi. Hắn cố ý kiểm tra công lực của chính mình, vận khởi toàn bộ khí lực của bản thân, sáu viên đá vỡ vụn đã bay về phía cửa miếu. Hai bên bay vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng bang bang, trước cửa miếu cho bụi tràn ngập, đá bay do hạng thiên thọ ném ra đã tan tành. Đấu ném đá, Tần Trọng Hải lấy 6 ăn 10, toàn thắng. Đám người ngôn nhị nương mờ mịt khó hiểu, đều cảm thấy buồn bực, kỳ thật lần đánh trúng này của Tần Trọng Hải chắc chắn không phải là thủ pháp ám khí, mà là ở nội lực phi thường hơn người. Những viên đá vỡ mà Tần Trọng Hải ném ra độ chính xác cực kém, nhưng rất nhiều đá ném ra Luôn có một hai viên có thể đánh trúng đối phương, nhưng vì nội lực mạnh nên khi đá bị đánh trúng khi đang bay, ngay lập tức vỡ tan, các mảnh vỡ văng khắp nơi, đập tan tất cả những viên đá bay còn sót lại, điều này cho thấy nội lực gắn vào những viên đá là đáng kinh ngạc như thế nào. Hạng Thiên Thọ chấn động, không ngờ tần trọng hải tuổi đã ngoài 30, công lực lại vượt xa chính mình, đang kinh ngạc, bỗng nghe thấy tiếng gió rít, sáu khối đá vẫn còn nguyên vẹn lại bay về phía trước. Hạng Thiên Thọ vô cùng kinh hãi, đối phương không chỉ phá vỡ trận pháp đá bay của mình mà còn thừa sức phản ngược. Hắn không thể tưởng tượng được thế gian sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Trong lúc hoảng loạn, sáu viên đá đã đánh dập nát cửa miếu, thẳng chiều nội đường nhảy vào. Nhìn thấy tốc độ của hòn đá, Hạng Thiên Thọ không dám đón đỡ, cuống quýt nằm sấp xuống đất né tránh, hòn đá bay cách đầu hắn nửa thước, hơi gió đánh úp lại, đỉnh đầu cảm thấy nóng rát. Hạng thiên thọ vừa kinh hãi vừa tức giận, còn chưa biết phải làm thế nào, thì nghe thấy một tiếng lạch cạch lớn truyền đến, hòn đá của người nọ lại xuyên thủng bức tường bình phong, bay thẳng ra khỏi hậu đường. Một lực ném mà thế đạo lại mạnh đến thế này, người ngoài miếu hay trong miếu đều chưa từng thấy võ công lợi hại bực này, nhất thời đều kêu lên sợ hãi. Hạng thiên thọ công lực thâm hậu, năm xưa giao đấu với Tiết Nô Nhi, thậm chí còn dùng sức mạnh của những viên đá bay lai động thiên ngoại kim luân. Ai ngờ khi đối đầu với nội lực hùng hồn này của Tần Trọng Hải, như thể lấy trứng trọi đá, ngay cả ngũ định viễn được coi là nhất đại chân long nếu nhìn thấy sức mạnh bá đạo như vậy, cũng phải kinh hãi. Tần Trọng Hải nhìn hai tay mình, trong lòng cảm thấy vui mừng. Biết rằng sau khi trải qua sinh tử nguy hiểm, rốt cuộc luyện thành cái thế thần công, ngày sau định thiên hạ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Tần Trọng Hải võ công có căn bản, trước khi bị thương đã được liệt kê vào hàng cao thủ giang hồ, ngày đó nhảy xuống vực sâu, hắn dựa vào trong lòng bi phẫn cùng phẫn nộ kích phát tiềm năng của chính mình, từ đây nhờ họa được phúc, đả thông sáu kinh tám mạch. Bất luận là lục kinh thái âm, quyết âm, thiếu âm, dương minh, thiếu dương, thái dương, hay tám mạch nhậm, đốc, trùng, đại, âm khiêu, dương kiều, âm uy, dương uy, nội lực đều có thể quay lại tự nhiên, không còn bị khí huyết tự nhiên khống chế. Theo chỉ quan thuật lại ngày đó, giống như sức sáu hổ tám châu, tiềm lực tất nhiên là kinh người vô cùng. Kỳ thực, những lợi ích mà chỉ quan nói tới chỉ là một nửa. Các môn phái bình thường thường nói rằng có thể khai thông hai mạch nhâm đốc, đã hy vọng chuyển công lực tốt hơn, dễ dàng tăng cường nội lực của họ. Thứ hai là cũng dễ dàng ngưng tụ công lực. Lúc này Tần Trọng Hải không chỉ đả thông hai mạch nhâm đốc, mà nội tức còn nối liền toàn thân, cùng một quyền đánh ra, nội lực của sáu kinh tám mạch đều được truyền hết, lực đạo tất nhiên là gấp bội hùng cường. Trong khi thiền định và luyện khí cũng vậy, một hơi chân khí hướng vào sáu kinh tám mạch, hiệu quả gấp 10 lần người thường. Cũng chính vì sự tiện lợi như vậy mà phương tử kính mới sử dụng những phương pháp kỳ lạ như vậy để luyện công, nhằm mong đạt được kết quả nhanh chóng. Cửa miếu bị phá, mọi người nhìn vào sâu, chỉ thấy một lão giả đang ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ phờ phạc, dâu dài gần đến đầu gối, trên đầu có một cọng tóc không dư thừa, mặc dù người này trông có vẻ chật vật, nhưng nhìn kỹ ánh mắt của hắn, vẫn có thể thấy được hạng thiên thọ thiên quyền đường chủ năm đó. Mọi người nhìn thấy mặt đất trong miếu đầy chim chết, xem ra hạng thiên thọ nhất định là ăn thịt chim mà sống sót mấy chục năm. Mọi người nhìn thấy tình cảnh bi thảm như vậy, đều thổn thức. Tần Trọng Hải chắp tay nói, cửa miếu đã phá, thỉnh lão ca xuất hiện đi. Hạng thiên thọ cả giận nói, ngươi cút cho ta. Năm đó ta lập hạ thề độc, cuộc đời này không ra cửa miếu một bước, ngươi muốn cho ta phá giới sao? Tần Trọng Hải trong lòng dùng mình, hắn hiểu được vì sao nhiều năm như vậy hạng thiên thọ chưa từng rời khỏi miếu, hóa ra hắn đã lập một lời thề kỳ lạ như vậy. Tần Trọng Hải sắc mặt biến đổi, thuyết phục nói, ai ra sợ cái gì bây giờ chúng ta chỉ phạm một giới nhỏ thôi có gì lớn đâu người xem hôm qua ta vừa mới thể kiêng rượu và nữ sắc ngày mai ăn nhậu đánh bạc đàng điếm nhất thời diệt hết chính cái gọi là không lập không phá không phá thì không xây được lão huynh mau ra đây phá giới đi ngày mai tâm tình tốt hơn uống rượu đoàn viên sau đó trở về miếu co rụt lại vậy là xong hạng thiên thọ lớn tiếng nói Ngươi cho ta là ai? Cũng vô sỉ như ngươi sao? Tần Trọng Hải cười nói, làm chuyện vô sỉ còn hơn làm chuyện nhàm chán, như vậy cũng không có gì không tốt, mau tới uống rượu đi. Hai chân hắn đã nhẹ bước vào miếu. Hạng Thiên Thọ gầm lên điên cuồng, nhảy vọt lên, lao thẳng về phía Tần Trọng Hải, Tần Trọng Hải thấy hắn khoanh chân cố định, tay chân không nhấc lên đã liền có thể xông thẳng tới. Trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên, hạng thiên thọ ở giữa không trung hét lên, người mau cút khỏi đây. Vừa nói vừa đá ba cái, tần trọng hải khẽ vung cánh tay vượn của mình, thật là nhẹ nhàng băng quơ. Hạng thiên thọ càng đấu càng sợ, trường chân hai người đối nhau, mắt cá chân của hạng thiên thọ bị đá ra, giống như đập vào bàn ủi, đau đớn không thể chịu nổi. Hắn không thể hiểu được lai lịch võ công của Tần Trọng Hải, nhất thời không biết nên hóa giải như thế nào, đã rơi xuống thế hạ phong hạng thiên thọ ở giữa không trung trong thời gian ngắn đã hóa giải mười chiêu, Tần Trọng Hải đã nhìn rõ hành tung của hạng thiên thọ, thấy hắn lại xuất thủ, Tần Trọng Hải đột nhiên nói, cẩn thận. Thoáng chốc tay phải dò ra, vội vàng chộp lấy ngực hạng thiên thọ, chảo này nhanh như tia chớp, lực đạo mười phần, hạng thiên thọ kinh hãi, hai chân chỉa xuống đất, liền muốn chạy trốn, ai ngờ Tần Trọng Hải phát sau mà đến trước, nháy mắt đã đuổi kịp, ngón tay đi theo đã chụp trên ngực, hắn hét lớn một tiếng, kinh lực phát ra, dồn sức vào kinh mạch của đối phương, trong nháy mắt đánh ngã hạng thiên thọ xuống đất. Đám người ngôn nhị nương đều kinh ngạc cảm thán, võ công của Tần Trọng Hải so với ngày đó không những không mất đi mà còn có thể đánh bại quá khứ. Trong mấy chiêu đã có thể khống chê được võ công tinh vi của hạng thiên thọ, mọi người thấy hắn thần công như thế, nhớ tới người này ngày sau lãnh đạo Sơn Trải, định là mọi việc đều thuận lợi, bách chiến bách thắng mặt lộ vẻ vui mừng rõ rệt. Tần Trọng Hải giữ chặt hạng thiên thọ cười nói, lão huynh a à lão huynh, hà tất ở bên trong ăn quả nốt chuột, làm những điều ghê tởm như vậy, mau cùng nhau uống rượu ca hát, cùng chia sẻ niềm vui đoàn viên đi. Hạng thiên thọ không thuận theo, chỉ quát, mau thả ta ra. Tần Trọng Hải lắc đầu, nghiêm nghị nói, đừng bướng bỉnh. Ngôn nhị nương thân là nữ lưu, còn nhẫn nhục đau khổ trong lòng, phục hương sơn trại, các hạ thân là nam tử Hán, lại chỉ ở đây thở ngắn than dài, co đầu rút cổ không ra, nếu ngài vẫn biết đến hai chữ cốt khí, thì mau đi theo ta đi. Hạng thiên thọ vừa đau vừa bi, hét lên, ngươi đừng nói nữa. Ta thề không ra cửa miếu một bước, ngươi nếu hại ta phá lời thề, hạng thiên thọ ta chỉ có thể chết tạ tội. Thoáng chốc nghịch vận kinh mạch, đã có ý tự sát. Tần trọng hải sừng sốt, thầm nghĩ, người này thật nghiêm túc. Hắn sợ bức người này vào chỗ chết, lập tức buông tay phải ra, thuyết phục, có chuyện từ từ nói, người đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hạng thiên thọ ngã xuống đất, xua tay, lạnh lùng nói, các ngươi thành toàn cho ta đi, đừng ép ta tự sát. Tần Trọng Hải quay đầu nhìn môn nhị nương, thấy nàng cũng lắc đầu, không thể làm gì được. Tần Trọng Hải thở dài, lão huynh, ta hỏi lại một lần, Ngươi thật sự đã lập lời thề không ra khỏi miếu sao? Hạng thiên thọ lạnh lung nói, 18 năm trước ta đã phát một lời thề, vĩnh viễn sẽ không đi ra khỏi miếu này, xin đừng quấy giày ta nữa. Tần Trọng Hải gật gật đầu, nói, được, ta sẽ không để cho ngươi phạm giới. Xoay người liền đi, dường như từ bỏ. Hạng thiên thọ đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nghe Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng, đảo. Cương đào sát ra, ngọn lửa hồng diễm mây lửa hướng tứ phương, chính là hỏa tham hư phong trảm. Mây lửa phun ra, vách tường trong điện đã mục nát, lúc này đao phong cực kỳ hung hãn cùng nhiệt hỏa thổi qua, trong nháy mắt phát ra răng rắc tiếng vang, không đến trong chốc lát liền vỡ vụn thành mảnh, sau đó đổ ập ra ngoài. Hạng thiên thọ cả kinh nói, ngươi, ngươi làm gì vậy? Tần trọng hải sờ đầu, giang hai tay ra, cười nói, lão huynh à lão huynh, miếu của ngươi. Không còn nữa. Lời thề của ngươi, hắc hắc, là hư không rồi. Hạng thiên thọ quay đầu nhìn bốn phía, quả nhiên phá miếu đã thành cho, phóng mắt nhìn lại, thân mình đã ở trong cánh đồng bát ngát, hắn há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ mê mang, hắn từng thề không ra khỏi miếu này một bước, nhưng giờ phút này miếu đã thành cho, hắn làm sao tuân thủ lời thề năm đó. Nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ cảm thấy hoang loạn thống khổ tần trọng hải nho mắt nói miếu tức là không không tức là miếu mệt người lão huynh đỉnh đầu chọc giống như một hòa thượng đạo lý này cũng không hiểu ra nếu người không đi ta cần phải đi rồi a di đà phật hẹn gặp lại sau đó hắn xoay người bước đi đám người ngôn nhị nương nhìn hạng thiên thỏ, chỉ thấy hắn ngồi ngây ra trên mặt đất trên khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ hoang mang Nghĩ đến hắn nhiều năm khổ tâm thủ giới, đảo mắt thành không, trong nháy mắt lại không khỏi cảm thấy mất mát, biến thành bộ dạng si ngốc này. Gió thổi tới thổi tung cửa miếu mục nát, Cáp bất nhị kinh ngạc nói, miếu đổ chạy đi rồi, hiện tại thật muốn phá giới. Hạng Thiên Thọ đại kinh thất sắc, vội vàng đuổi theo cửa miếu, bỗng nhiên lại là một trận cuồng phong thổi tới, thổi tan cho tàn còn lại, trong tích tắc đã bay đi vài dặm rồi biến mất không tung tích. Cáp bất nhị cau mày nói, "Xong rồi, miếu này đã bay lên trời, hạng đường chủ phải đuổi theo." Hạng Thiên Thọ nghe vậy càng hoảng vội vàng đuổi theo ra, nhưng cho tàn nhỏ vụn, làm thế nào để tìm thấy nó? Hạng Thiên Thọ sợ tới mức mặt không còn chút máu, vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết, "Trời ơi, ta phạm giới rồi, ta phạm giới rồi." Lập tức quỳ xuống đất oà khóc, cực kỳ bi thương. Mọi người thấy hắn thủ giới nghiêm như thế, đều cảm thấy hoảng sợ. Đào Thanh nâng hắn dậy, khuyên nhủ, hạng đường chủ, hãy nhìn đi. Ngôi miếu này đã bay tán loạn, trải dài trên bầu trời và vách đá, hà tất phải tự làm khó mình. Hạng thiên thọ vẫn cúi đầu không nói lời nào, tần trọng hải đột nhiên nhảy tới, dùng dùng bàn tay to như quạt hương bổ đập thật mạnh vào vai hắn, lớn tiếng nói, hừ. Đồ ngốc! Bây giờ cửa miếu đã thông tới bắc cực, vách tường cũng đã đến Đông Hải, ngôi miếu đổ nát đã bay khắp thiên nhai tứ phương, nhân gian này đã thành phá miếu, phá miếu đó là nhân gian. A-di-đà Phật, lão huynh ngươi chỉ cần không bay lên cửu trùng thiên, phá giới chỗ nào. Hạng thiên thọ lầm bẩm, nhân gian tức miếu, miếu tức nhân gian. Hắn đột nhiên vỗ vào đỉnh đầu của mình, đại hỷ nói, hay lắm. Hay lắm, đúng là đạo lý này. Nói quơ chân múa tay bắt đầu hát. Tần Trọng Hải bừa bãi phát minh ra những nguyên lý của Phật giáo, chỉ khiến miệng khô lưỡi đắng, đầu váng mắt hoa, trong lòng thầm nghĩ, tên ngốc này, cuối cùng khai thông. Hạng thiên thọ ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, thiên tuyệt lão tặc, linh âm đại sư. Hãy nghe cho kỹ, không phải hạng thiên thọ không tuân thủ ước định, chỉ là miếu này tự sinh chân đào tẩu, ta cũng không có biện pháp các ngươi đừng tới trách ta. Mọi người nghe xong những lời miếu nát sinh chân đào tàu này, không khỏi cảm thấy hoang đường. Nhưng hạng thiên thọ tính tình ngoan cố, đám người ngôn nhị nương sợ hắn trở mặt, nên họ không dám cười to, nhất thời buồn cười, chỉ biết che miệng cười. Tần Trọng Hải nghe hạng thiên thọ nhắc tới thiên tuyệt tăng, trong lòng lại dùng mình, thầm nghĩ, thì ra là bị thiên tuyệt tăng giam ở chỗ này, xem ra năm đó sơn trại bị tiêu diệt, núi cao thiếu lâm cũng có phần. Nhớ tới Dương Túc Quan xuất thân thiếu lâm tự, nói không chừng hai người liền phải vì chuyện này đại khai sát giới, nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.